Dạ em xem nhà đất mua bán Tiền Giang, xin chào anh chị nha. Hiện tại xem đang có mặt tại xã Long Khánh của thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang để quay giới thiệu cho anh chị một mảnh đất vườn có tổng diện tích là 1.316 m² nha. Trước tiên để xem giới thiệu sơ lược về vị trí con đường và hướng đi cho anh chị mình xem và tham khảo ha. Trước màn hình anh chị đang nhìn là con đường nhỏ, nhưng mà thực tế ra người ta đang hùng để đổ đan ra dài ra phía ngoài này luôn nha anh chị. Và từ đây mình vào tới đường ô tô khoảng 200 mấy mét nè, là cái hướng đây tính mặt tiền nhìn vô là hướng bên phải nha anh chị. Nó đổ đường ô tô người ta sẽ đốn cái hàng bông bụp này. Còn cái hướng ngược lại thì mình cũng ra đường ô tô luôn, từ cái vị trí đất mình mà ra tới đường ô tô khoảng 200 mét. Đang người ta chuẩn bị đổ con đường thông ra khoảng 1 mét hơn gì đó anh chị ơi. Tại đây là phù hợp cho anh chị làm vườn nha. Còn cái mảnh đất mình hiện tại là có cái vị trí bề ngang theo cái con đường này, mình tính mặt tiền luôn nha anh chị, là ngang qua là 28 mét, và có cái chiều sâu vào là 47 mét. Tổng diện tích đất mình á là 1.316 m² đó. Mình có hai cạnh đều nhau luôn nha. Hiện tại chủ kêu cái mảnh này giá là 470 triệu cho 1.000 m². Còn đây là xây về hướng mặt tiền của mình. Mặt tiền của đất mình xây về hướng đông, cho anh chị nào hợp về phong thủy để tiện tham khảo luôn. Nó trước mặt tiền mình là một vườn sầu riêng luôn nha. Tính từ cái vị trí đất mình mà về tới thành phố Mỹ Tho của tỉnh Tiền Giang là thời gian đi là 39 phút, khoảng cách của nó là 28 km. Còn nếu như anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh, em lấy điểm là bến xe miền Tây, bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh mà mình về tới đây, thời gian đi là 1 giờ 53 phút, khoảng cách là 82 km. Còn nếu anh chị nào ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ rồi ha, thì em lấy điểm là cầu Mỹ Thuận. Từ vị trí cầu Mỹ Thuận mà mình về tới đây, thời gian đi là 52 phút, khoảng cách là 39 km. Đó, giờ để em đi hết cái mặt tiền đất mình cho anh chị mình xem ha. Có đường đi vô nè. Đất rất là đẹp nha anh chị. Đó, đây mình chạy ngoài khoảng 200 m là tới cũng đường đan ô tô nữa. Đường phía bên đây là 3 m rồi nha anh chị. Còn đường ngược lại là 3 m rưỡi. Và từ đây mình về tới chợ Long Khánh khoảng 500 m là tới. Ngay đó có trường học, có ủy ban rồi luôn. 28 m là độ khoảng tới cái trạng này nha anh chị. Nó là cái chiều ngang của mình 28 m, chạy dài lên là 47 m luôn. Nó trong đất mình thì sạch đẹp, không có màu mã gì hết, thậm chí xung quanh đây cũng không có luôn nha. Trên mảnh đất mình hiện trạng là đang trồng mít, mít Thái. Nếu anh chị nào không thích trồng mít thì về mình có thể trồng sầu riêng như phía bên đất bên đây. Giá là chủ kêu là 470 triệu cho 1.000 m², hết mảnh đất mình luôn là 1.316 m² nha anh chị. Nó mảnh này anh chị về làm vườn ha, cất nhà cũng được nữa nha. Mình đổ đường ra đi vô đây thông thống luôn à. Vô đây cũng khoảng 200-250 m gì đó. Còn phía đường ngược lại thì ra chỉ có 200 m thôi, là phía bên đây. Đường này thông ra luôn nha anh chị. Ra đó thì mình lên tên trường học thì nó sẽ gần hơn. Còn đường phía bên đây thì mình lên ngay chợ Long Khánh thì nó sẽ gần.
anh chị muốn đi đường nào cũng được. Ngay vị trí đất mình thì điện dầu wifi chưa có, nhưng mà tịch vô đây khoảng 50-60 mét là tới con mí đường đen, đường xe máy. Thì tới đó là mình có điện nước và wifi luôn. Nó cái ganh này bắt đầu mình đi dài lên. Anh chị nào lần đầu ghé xem kênh mua bán Tiền Giang, anh chị cũng nên bấm đăng ký và nhấn chuông thông báo xem sẽ tìm đất vườn giá rẻ tại Tiền Giang, quay lên giới thiệu cho anh chị mình xem. Có anh chị nào mà hợp gì miếng nào thì anh chị có thể mua nha. Đó, đây là cái mảnh đất của mình, bình tông đây. Đất mình cao gáo. Đó, anh chị thấy đây là bên trong của đất mình. Hiện tại thị xã Cây Lậy mà xã Long Khánh của thị xã Cây Lậy là cái mảnh này hiện tại là đang còn giá mềm nhất luôn nha anh chị. Để em đi lên cuối ganh cho anh chị mình xem luôn. Đất mình vuông vức sạch đẹp, không có màu mã gì hết luôn. Đó, đất mình có cột kênh giới đồ rõ ràng hết luôn anh chị ơi. Để em lên ganh tên cho anh chị xem. Do chủ lớn tuổi rồi, trồng mít nhưng mà thời gian không có thời gian mà để ra vườn làm hết nổi rồi anh chị ơi. Cho nên kêu bán mảnh này, nhưng có giá mềm luôn. Giá chỉ 470 triệu cho 1.000 mét vuông à. Đó, đất thị xã mà bây giờ còn giá này là quá ok luôn anh chị ơi. Đó, mình lên tới cái cây mít phía bên đó. Cây nhỏ này rồi tới cây nữa đó nha anh chị. Là hết đất mình. Đó, ngày đó có cái ranh giới đồ gõ gàng hết luôn. Để xem nhắc lại nha, ngang là mình có khoảng 28 mét và cái chiều sâu vào khoảng 47 mét. Tổng diện tích là 1.316 mét vuông. Hiện tại cô chú chủ đất kêu bán giá là chỉ có 470 triệu cho 1.000 mét vuông à. Nếu như anh chị nào thấy phù hợp cái vị trí xã Long Khánh của thị xã Cây Lậy thì anh chị có thể liên hệ cho xem theo số điện thoại là 039 545 4645. Xem sẽ dẫn anh chị đến xem cái mảnh đất vườn mít này nha. Anh chị có thể mua làm vườn hoặc là cất nhà ở gì cũng được. Nó vườn mít của mình đang cho quay lại luôn. Nói ha, có địa sau này anh chị về có thể nuôi cá. Với địa ở trên mình làm vườn. À, với mấy cái ao này nè. Mình nuôi cá dưới ha. Phía mặt tiền mình là một vườn sầu riêng luôn. Rồi đến đây thì xem xin kết thúc video. Hẹn gặp lại anh chị video tiếp theo. Anh chị coi được mảnh nào thì anh chị mua ủng hộ bên xem nha. Xin chào anh chị.